Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi Văn Tiến chào lại cho anh em. Tôi Rút chào chào lại cho anh em. Tôi Mạnh Công Tử chào lại cho anh em. Tôi Lâm Cô Đơn chào lại cho anh em. Ok các bạn ạ, như các bạn đã nhìn thấy ấy, bạn Lâm thì cầm thuống này, Mạnh thì đang cầm cái móc này. Cái móc này thì các bạn biết là cái móc này thường người ta đi móc ếch, móc rắn rồi móc cua các thứ. Tiến thì cầm xô. Thì hôm nay anh chị mình sẽ đi móc cua ở ngoài đồng các bạn ạ. Hàng. Móc hang cua, móc hang những cua. Cái hang cua mà kiểu nó đóng mà ấy, anh mình móc ra nếu có ếch thì bắt ếch, có cua thì bắt cua, rồi anh em mình mang về anh em mình nướng để thưởng thức thử cái món dân dã là cua nướng bình thường thôi, xem ăn ngon hay không. Không nói nhiều nữa, bây giờ anh em mình sẽ phải đi tìm kiếm hang cua và móc những con cua đồng đó về để anh em mình nướng cả nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình sẽ đi móc cua theo cái dãy ngòi này các bạn ạ. Đi anh em mình đi thôi, xuống đi, xuống để vạch đi. Ở đây thỉnh thoảng mà vẫn còn hay đánh mấy cái kiểu đó đụt ấy, sẽ có rất là nhiều cua. Đi vạch từng cái đám cỏ ra. Thấy chưa bạn? Tôi thấy hang mùn nào không? Đào đi xem nào. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đây các bạn này, anh em mình chưa cần móc cua đã được một con cua này. Cái gì đâu? Xô đâu? Cho vào. Ông này là ông gì anh? Ông Bưu Vàng à? Ông Bưu Vàng. Ông này là ông Bưu Vàng. Cho vào. Đấy, Mạnh lại được con nữa này các bạn này. Đây cua đồng này các bạn này. Đó, cua đồng Mạnh đã túm được. Vậy là anh em mình được hai con cua đồng rồi. Đây cái ngoài quậy cái ngoài này một lúc thôi chắc là lại bắt được khá đấy. Ôi, được, con lơ. To này, to. Thế đâu xem nào. Con này to vãi chưởng nhỉ. Đấy, để trong kia đi, đi tìm tiếp đi. Ngủ hết rồi. Ngủ hết. Chắc là bắt được 3 con rồi gì nữa. Bắt được con, thêm con nào chưa? 3 con chưa đủ ăn. Đúng rồi, 3 con chưa đủ đâu. Sao? Nhiều cơ, ít nhất là 30 con. Ba con hắt hơi cái cũng hết rồi. Tiến ơi cẩn thận cầm xô em này. Anh ơi, anh ơi. Gì đây? To lắm. To lắm á? Đâu? Lấy ra mà. Cua gì đây? Ui. Móc đầu. Sao nó to này? Cua gì số to này? Cua thần này. Cua thần hay con này chắc thành tinh rồi. Ôi, từ sao nào? Úi giời, bắn. Cua gì mà bá đạo kia các bạn này, nó sau nó cái mồm của nó đang trời, không biết là con này nó cắt đâu không, nhưng mà mình nhìn thấy càng nó nhỏ quá. Hình như con này cua có tổ hay sao ạ? Móc ra mà. Cua này có tổ gì ở càng nó răng. Từ bắt ra không nào, sao nó kẹp không? Bắt ra. Nhìn nó to này cơ mà. Cẩn thận đấy. Ui. Ôi sao nhìn có vẻ nó lành thế nhỉ? Nhìn mặt nó ghê thật đấy. Ăn đi. Mày cắn phát thì. Ôi, thế là anh mình không phải đi bắt cua đồng nữa à? Đây cho con xem này. Đây các bạn ạ. Không có con cua gì mà nó lạ như này luôn. Ủa, vãi chóng thật. Mắt nó vân gì này? Hả? Mắt nó vân gì này? Ủa, con này. Ôi càng rồi. Nhìn ghê thế mà. Thôi, thế thôi, không phải nói nhiều đâu, không phải bắt cua nhiều đâu, anh mình mang con này về để anh mình nướng để thưởng thức luôn thôi. Đi lên đi, không phải mày mò bùn nữa rồi, đi. Giải tán. Bùn nãy thì mày quá. Đi. Nhanh. Sau một hồi anh em mình dùng điện thoại tra Google tìm hiểu thì có nhìn cái loại cua này rất giống với một loại cua có tên là cua hoàng đế hay còn gọi là king crab ấy các bạn ạ. Đây là vẫn đang còn sống này, các bạn nhìn thấy cái mồm đó không? Đó. Bắt được ở đồng thì phải gọi là cua hoàng hậu chứ. Đây em giơ lên cho các bạn xem. Những cái chân của nó cực kỳ to luôn các bạn ạ. Mình nhìn thấy có vẻ bằng gần 3 con tay. To vãi chưởng luôn. Cầm giơ lên cho các bạn xem. Cú cua gai. Hả? Cú cua gai. Giơ này lên em. Giơ đây này. Đó. Đây các bạn này, cực kỳ to luôn. Để xuống cái thau này, bởi vì nó có dính bùn rất là nhiều nên mình phải rửa nó đi để trước khi cho lên nướng. Đây, bùn rất là nhiều luôn, rửa đi. Đây. Kỳ cọ đi em. Ủa gai đâu chứ. Kỳ cọ đi.
Thì gọi cho em nó đi để cho lên nướng để mình thưởng thức cái món cua hoàng đế à? Cua hoàng hậu. Thì gọi đi. Có cần lấy phoi hay lấy bàn chải để đánh không? Ôi, phải dùng bàn chải không? Thế nhé, không thì nếu mà không cần thì em dùng tay em kỵ đi. Nó rất nhiều gai con ạ. Gai rất rất là sắc. Đây này, rửa sạch luôn cả gai đi, tí nữa rồi còn giờ em vuốt ngược lại, vuốt cái càng ngược lại không gai đấy. Rồi vuốt ngược lại nó không gì. Khá là bẩn nhỉ. Ở kia như mình đã đang nhóm than cháy rồi con ạ. Còn chỗ này thì bây giờ mình sẽ cho nó lên cái vỉ kẹp rồi cho đến nướng thôi. Đây bạn Lâm cho lên đi. Vừa không nhỉ? Rộng quá. Uầy. Con này to quá. Cua đây gọi là vua của các loại cua ở ngoài đồng ấy. Đâu, đây là con cua tổ. Cua tổ. Bộ thế liệu nó tôi nghĩ nó lâu chín hơn không? Để xong để san như này này bạn ơi. Để san như này này. Đấy, đấy rồi bạn buộc vào thôi. Buộc tất những cái chân lại rồi thì mình kẹp và thì mình cho lên nướng thôi. Anh em mình đã buộc xong rồi các bạn ạ. Rất nhiều dây thép luôn. Mỗi một cái đoạn chân này của nó thì mình sẽ buộc một cái dây thép này để tránh trong lúc mà quay sẽ bị rung lắc để rơi mất chân thì nhìn rất là xấu nên thì mình đã buộc rất là nhiều dây thép. Đây thì mình sẽ cho lên để mình nướng thôi. Đi đi mang ra nướng đi em ơi. Đấy, xoay thử nào. Anh em mình chưa nướng cái kiểu cua hoàng đế này bao giờ. Không biết là nướng 1-2 tiếng có chín nổi không nữa. Mình nghĩ là nếu mà nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ thôi. Xoay đi, xoay đi. Anh ơi, chết. Còn mấy con cua đồng nó cho lên đây nướng nó. Xong rồi, xong lấy một con cua đồng đi. Còn bây giờ em cứ quay con cua hoàng đế này đi á. Trong lúc đại cua được nướng chín thì mình sẽ đi pha một chút nước chấm, gọi là một chút mù tạt và một chút xì dầu các bạn ạ. Kiểu ở kia con cua đã chuyển sang màu đỏ hết đến nơi rồi, là sắp chín rồi các bạn ạ. Cường đang quay rồi. Chỗ này thì Mạnh thì đang nướng được ba con cua nhỏ mà vừa nãy anh bắt được ấy. Bây giờ sẽ thưởng thức thôi. Nào thưởng thức đi. Chấm mù tạt á. Đợi anh Lâm để anh Lâm Ủa bạn cho nhiều mù tạt thế? Sợ sốc không? Đấy đánh lên để cho bọn Mạnh chấm thử cái đang chờ được chấm mù tạt cua đồng chấm mù tạt mới à em mới đấy bỏ ra đi nóng luôn nhá ăn nóng rồi nhá sôi tái luôn con luôn không nói nhèo dính mù tạt đây mời các bạn nhá giòn thế. Anh chảy cả nước miếng luôn Mạnh ạ. xong rồi sốc đang bị sốc mù tạt rồi các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Giòn nhờ. Mời tất cả các bạn nha. Thế nước mặn rồi. Thế mới phê đúng không? đây gọi là ba thằng trẻ trâu gọi là dám ăn mù tạt con ạ. Người ta cũng kiểu ăn hải sản chấm mù tạt, mình đây ăn cua đồng chấm mù tạt. Chứ bạn xem trẻ nước mắt ngay. Vậy là con cua đã chuyển sang màu gần như là đỏ sạch luôn con ạ. Sau hơn một tiếng anh nhìn mình nướng thì tại đó màu đỏ chét luôn rồi. Bây giờ anh nhìn mình sẽ bỏ ra để anh nhìn mình tháo nó ra thôi. Đi bạn ơi. Bây giờ bạn phải tháo hết chỗ dây thép này ra thôi. tôi kỹ mà để cho tránh bị rơi chân này. Tháo hết ra. Cẩn thận lóng ấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức món
cua hoàng đế đồng này các bạn ạ. Đó đấy đấy đấy, để anh em cắt ra để cho ba thằng trẻ trâu kia thưởng thức thôi. Thằng nào hôm nay vạch được cua nhỉ? Ui rồi các bạn ạ. Thằng này hoàng đế này. Ui ngon vãi. Ui. Ui trong có gì không? Ui rút ra luôn này. Ui rất nhiều thứ. Ui. Ngon vãi trưởng các bạn ạ. Chấm nhá. Mời các bạn nha. Ui trời. Thấy nào mạnh? Tôi chơi có bỏ được ra đâu. Cậy ra cho nó. Chảy nhiều nước quá các bạn ạ. Bên trong như mình nhìn thấy con cua hoàng đế này, bên trong cái mai của nó như không có gì đâu ấy. Nhìn không thấy cái gì luôn đấy. Mời tất cả các bạn nè. Chấm nhiều tiền. Ăn đi cho em thử cướp đi. Nhiều mà không đấy. Ui dồi. Quả này mới phê. Lại sốc. Mở thứ ba. Mời mọi người nha. Ui dồi. Chấm nhiều quá, chấm nhiều mù tạt quá. Đâu bạn lấy được chưa để thưởng thức đi. Siêu phê luôn. Mời các bạn này. Bật bia miếng nước ngọt đi. Bật bia miếng nước ngọt đi nào. Phê quá, siêu phê. Không thể chờ đợi thêm được nữa thì ngay bây giờ thì mình sẽ vào để thưởng thức món cua hoàng đế đồng nướng các bạn ạ. Bây giờ. Ủa, còn vãi. Cái trong này cái mai không có gì luôn à? Đây, tôi cho bạn cái khung này này. Tôi tưởng trên bên trong này nó phải có gạch chứ. Coi như đây cái gì anh? Như cái lọc lọc của nó ấy. Cái gì đây, cái bông bông này à? Không, cái này này. Em thử ăn xem. Tính này nghe. Có rút không bạn? Rút được bạn. Ê, ui, nước ngon à? Bạn cầm đây, bạn tưởng tượng ra cái gì? Cầm một chỗ đoạn này này, bạn cầm như tôi, cầm như này, bạn tưởng tượng cái gì cầu phát chân của đấy cầu ý của Bồ Tát. Đây là bạn Lâm đã gọi là xé cho mình một cái chân cua hoàng đế này gọi này. Mình mời tất cả các bạn nha, không biết các bạn nhìn thấy rõ không đây. Chấm mù tạt thôi. Anh tuấn gặp rồi như em cũng vậy kìa. Thôi anh sợ lắm. Quỷ. Ừ. À. Ua. Ngon lắm. Thịt ngon nhỉ. Tuyệt vời nhỉ. Rất ngon luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên là ăn cua hoàng đế đồng. Cái thịt này, cái thịt là càng là không giống với mấy thịt chân đâu. Thì lạ lắm bạn ạ. Chắc hơn, rắn hơn đấy. Bạn thấy cái món cua này hôm nay thế nào? Tôi thấy độc và lạ. Cua hoàng đế ở đồng, có này đi du lịch ăn cảm giác nó ngon hơn, thơm hơn. Mạnh thế sao? Thấy gì? À, ăn được, sống được. Làm cây phát trần nữa. Hả? Ăn lại làm cây phát trần nữa. Sao cua đồng gì mà dĩ nhỉ? Ăn mặn mặn. Anh hỏi là cảm giác của em thấy sao khi mà thưởng thức cái món cua hoàng đế đồng này? Giác của em á? Khi nhìn thấy hay là khi ăn? Khi nhìn thấy và khi ăn. Khi nhìn thấy thì nhìn thấy giống con... Còn sợ? Con cua thành tinh ở đâu cơ? Còn khi ăn thì cảm giác là ngon tuyệt vời, mặn ơi là mặn ấy. Mít cua đồng kiểu gì, mặn vãi chuồng. Thế chắc là em ăn nhả. Anh mặn không? Anh ăn mặn. Anh nhưng mà anh ăn mặn thì anh thấy nó chỉ là đậm đậm thôi. Con ấy đi du lịch quen rồi. Nào đốt trà nào. Tôi miếng cua ăn nó thì nó ăn nó hơi mặn mặn. Chắc nhà Tiến đổ nhiều muối ra đây quá hay sao nó đi du lịch. Nói qua đây ăn muối. Ừ thì ăn rất là ngon rồi. Chấm với mù tạt thì không cần phải nói nữa.
thế nào? Em cảm thấy ăn thịt ở hai cái càng này khác nhau. Một cái chân dài khác nhau, một cái khác. Cái thịt ở bên kia thì nó rất là mềm. Ui, ui, lúc bên ngọt, này thì chắc chắc ăn ở phơi á. Nhất là lúc chấm mù tạt xong vào thì ai còn... mà bị tắc mũi gì? Chắc vừa lấy em tắc mũi thông tắt luôn này. Vừa chấm mù tạt kiểu thông mũi luôn. Còn nào? Em thì lần đầu tiên ăn gọi là kinh kinh crab đồng. Kinh crab đồng. Nó thực sự lần đầu tiên thưởng thức cái kiểu này, cái con cua này nó cảm giác nó không giống như, nó không kiểu như con cua mình ăn ở biển đâu. Nó tuy nó đậm nhưng mà nó cảm giác nó có mùi đồng ấy nhỉ. Cập đấy, cập đấy ngon, cho tiên ngậm phát. Ngon vãi. Sau khi mà anh em thưởng thức xong cái món gọi là cua hoàng đế đồng nướng này rồi thì cũng đã cho các bạn biết cái cảm giác đó rồi. Mình sẽ không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ dừng clip ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.